Nàng chồn ăn thịt chuột. Trời, chuột, món ăn khoái khẩu nhất của mình mà rất lâu rồi mình không được thưởng thức. À! Bị thương thế mà nó vẫn lẩn nhanh nhỉ? Vậy? Ôi, tội nghiệp mày. Tại sao lại bị trúng tên thế này? Để ta giúp một tay. Cố gắng chịu đau một chút nhé, rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho mày, chú chồn nhỏ tội nghiệp ạ. Mày đã ở với ta hơn một tuần rồi, giờ vết thương của mày cũng đã bình phục rồi. Ta không giữ mày ở đây nữa, mau trở về với rừng xanh đi. Ta biết mày không muốn xa ta, ta cũng vậy. Nhưng cuộc sống con người không hợp với mày đâu. Mau trở lại rừng xanh đi. Ôi, tại sao? Tại sao mình lại là một con chồn? Giá như mình được trở thành một cô gái xinh đẹp, mình nhất định sẽ phải lấy chàng làm chồng. Tiếng khóc của ai mà nỉ non, ai oán thế nhỉ? Có chuyện gì mà nhà ngươi khóc lóc thảm thiết vậy? Ôi, nữ thần tình yêu, chắc hẳn Thượng Đế đã nghe thấu tấm chân tình của con nên đã cho con được gặp người. Xin người hãy cứu con, nếu không cha con sẽ không thể sống nổi trên cõi đời này nữa. Người nói gì lạ vậy? Điều gì có thể khiến ngươi không còn muốn sống nữa? Thưa thần tình yêu, con đã trót đem lòng yêu say đắm một chàng trai. Nhưng con lại chỉ là một con chồn. Con cầu xin thần hãy biến con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp để con được sánh duyên cùng chàng. Ngươi sinh ra đã là chồn, liệu khi biến thành con người rồi, có thể quên hẳn được những thói quen xấu của loài chồn không? Được ạ. Để có được người mình yêu, con nguyện làm tất cả. Thôi được, nhưng ngươi hãy nhớ rằng, nếu ngươi vẫn không quên được thân phận thật của mình, thì tới một lúc nào đó, ngươi sẽ lại trở lại nguyên hình là một con chồn đó. Con xin ngàn lần cảm ơn nữ thần ạ. Trời, sao trên đời lại có một cô gái xinh đẹp vậy chứ? Chào công tử, trời nắng quá, công tử có thể cho tôi xin một cốc nước được không ạ? Được chứ, mời cô nương vào nhà. Nước đây, cô nương mau uống đi cho đỡ khát. Đa tạ công tử. Nàng đẹp quá, ước chi nàng trở thành vợ ta. Chàng chắc đã phải lòng mình rồi, mình chắc chắn sẽ thực hiện được ước nguyện. Ôi, nàng làm gì vậy?
cô bé tốt bụng. Lam ơi, nhanh nhanh lên con. Vẫn còn sớm mà mẹ. Phải nhanh lên con à, hôm nay là ngày đầu tuần, không được để bị muộn. Kẻo cả tuần lại tất bật đấy con à. Con xong rồi ạ, mình đi thôi mẹ. Con cầm lấy rồi mau vào lớp đi nhé. À, mẹ ơi, con đứng đây đợi bạn Ly, rồi cùng vào cho vui ạ. Đằng nào cũng còn sớm mẹ ơi. Ừ, nhớ vào luôn nha con. Ôi trời ơi, xe cộ sợ quá. Bà ơi, bà định sang đường phải không ạ? À? Để cháu giúp bà nha. Ừ, vậy thì tốt quá. Bà mắt kém nên sợ sang đường lắm. Cảm ơn cháu nha, cháu tốt quá. Dạ không có gì đâu. Thôi cháu phải vào lớp đây, cháu chào bà nha. Ừ, bà chào cháu. Mẹ ơi, hôm nay đi học về, hai mẹ con mình đi mua truyện tranh nha mẹ. Truyện tranh à? Bữa trước mẹ nói là học kỳ vừa rồi con chăm ngoan, cho nên mẹ sẽ thưởng cho con còn gì. Mẹ quên rồi à? Ừ ha, mẹ bận việc linh tinh quá nên quên mất đấy con à. Cô kia chắc lại đi đứng không cẩn thận, đổ hết cam ra ngoài. Mẹ ơi dừng lại đi. Có chuyện gì vậy con? Cô ơi, để cháu nhặt giúp cô ạ. Cảm ơn cháu nhé. Cái con bé này, người dân chứ có phải quen biết gì đâu mà cũng giúp với đỡ. Thôi, còn mấy quả để cô nhặt nốt, cháu lên xe mẹ chở, kẻo lại bị muộn học bây giờ. Vậy cháu đi đến trường nhé. Lần sau cô cẩn thận nha cô, kẻo đổ lại dập hết ca mà. Ừ, cháu đáng yêu quá, cô nhớ rồi. Chào cháu nha. Dạ chào chị. Ngày nào con cũng để ý, thấy cô ấy chở hai sọt cam nặng đem đi bán, trông cô ấy thương quá mẹ ơi. Không biết là cô ấy đi lấy cam có ở xa đây không nữa. Cách trường con gần chục cây số, có một cái chợ lớn. Chắc là cô ấy lấy hàng ở đó đó con. Thế cũng xa mẹ nhỉ. Nè Lam, nghe mẹ dặn, từ nay con đừng tùy tiện quan tâm đến người dân như vậy nữa nha. Con cứ la cà như vậy mẹ không yên tâm. Nhưng mà đó toàn là những người đang cần giúp đỡ mà mẹ. Không có con, họ vẫn làm được những việc đó mà. Mẹ chỉ muốn con tập trung học hành. Cứ lo việc của người khác như thế, lỡ có chuyện gì không hay lại khổ ra, nghe chưa? Vâng ạ. Chết thật, hôm nay mình về muộn quá. Con bé chắc là đợi mình lâu lắm rồi. Trời ơi là trời. Chị, tôi xin lỗi. Chị có đau lắm không ạ? Có, tôi đau lắm. Trời ơi. Để tôi dìu chị vào lề đường nha. Chân chị hơi sưng rồi đây nè. Để tôi chạy sang kia mua lọ dầu bôi cho đỡ đau nha. Không phải mua đâu, nhà tôi ở ngay bên kia, chờ tôi về lấy nha. Em cảm ơn mọi người tốt quá. Chị đừng khách sáo, đến cháu bé nhà chị mới bé tí còn biết giúp đỡ người khác nữa là. Cháu bé, có phải cháu nhà chị là cô bé có bím tóc hai bên, học trong trường kia đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tôi ở khu này nên biết, con bé đáng yêu lại tốt bụng biết bao. Lúc dắt cụ già qua đường, lúc thì nhặt đồ giúp, lúc lại chia sẻ cả đồ ăn sáng cho người bất hạnh. Con bé là tấm gương lớn để người lớn chúng ta noi theo đấy chị à. Chắc chị tự hào về con bé lắm. Dạ em cảm ơn bác và chị quá khen. Củ cà rốt hình trái tim. Em à, trời sắp trở lạnh rồi, em nhớ giữ cổ cho ấm nhé. Trời có se lạnh một chút cũng vẽ chuyện hoàng khăn, đúng là rỗi hơi. Mình mang giỏ cà rốt đi đổi lấy thứ gì đó thật ngon vào nhé. Hội chợ mùa xuân sẽ có nhiều củ ngon vật lạ lắm. Nhất định rồi, mà mình ạ, bao lâu mới có hội chợ mùa xuân lớn thế này, hay mình đi với tôi luôn, chứ ở nhà một mình buồn lắm. Thôi, em phải ở nhà dọn dẹp,
trang hoàng lại nhà cửa một chút. Rõ là lắm chuyện. Ơi, anh sắp có nhiều táo đỏ ngon thế. Những quả táo này mà làm bánh táo thì ngon tuyệt. Chắc chắn là cô ấy thích mê cho mà xem. Anh Thỏ, sao mà ngay ra thế? À, tôi không có gì đâu. Cà rốt của anh trông cũng rất tươi ngon. Anh có muốn đổi với tôi không? Ừ, được, được. Hẳn là vợ mình sẽ thích lắm đây. Ơi, rau cải tươi quá. Anh à, mùa đông đến rồi. Ăn rau cải xào là ngon nhất đó. Anh Dê ơi, hôm nay tôi có giống táo đỏ ngon lắm. Anh đổi làng rau củ với tôi nhé. Ừ, quả là vỏ táo ngon quá. Được, được chứ. Hẳn là vợ mình sẽ reo lên sung sướng khi thấy hũ mật ong thơm ngon, ngọt ngào này. Thôi, về nhà thôi. Anh Thỏ đi hội chợ mùa xuân về đấy phải không? Vâng, anh Khỉ đó à. Tôi đang trên đường về đây. Anh xem nè. Ôi, củ cà rốt này độc đáo quá. Đúng hình trái tim luôn nè. Anh kiếm ở đâu được vậy? Tích tận khu rừng phía thượng nguồn ấy, xa lắm. Mà chỉ có duy nhất một củ hình trái tim này thôi. Nếu có được củ cà rốt trái tim này, chắc chắn vợ mình sẽ thích mê cho mà xem. Đổi cho tôi hũ mật ong của anh đi. Tôi định làm mứt chuối. Có thêm mật ong quệt vào thì tuyệt lắm. Ôi, phải mang về nhà thật nhanh mới được. Ôi, xin lỗi chị Thỏ Xám nha. À, nhà anh Thỏ Trắng đi hội chợ mùa xuân về đó hả? Thay đổi được gì? Để đâu rồi mà không cầm thế? Cái gì? Chỉ là một củ cà rốt bé tẹo á. Hả? Tôi thấy anh mang đi cả giỏ đầy cà rốt tươi ngon. Tưởng đổi về được cái gì? Thế mà lại là cái củ cà rốt bé tẹo này hả? Đúng vậy cô Thỏ Xám ạ. Tôi chắc chắn vợ tôi sẽ rất thích củ cà rốt xinh xắn này. Chưa thấy ai ngốc như anh. Chẳng ai đem đổi một giỏ cà rốt để lấy một củ cà rốt cả. Chị nhà anh sẽ rất giận dữ cho mà xem. Ôi, mình về rồi đó hả? Mình đi hội vui không? Mình đổi được gì đem về rồi? Để tôi kể mình nghe. Mình biết không? Biết mình thích ăn bánh táo. Tôi đã đổi vỏ cà rốt nhà mình lấy một vỏ hoa quả thơm ngon, chín mọng đấy. Ôi, tuyệt quá. Nhưng rồi khi gặp bác Dê với gùi rau cải, tôi nhớ mình bảo rất thích ăn rau cải xào. Tôi lại đổi vỏ quả lấy rau cải xanh của anh Dê. Ôi, thích quá. Em sẽ làm món rau xào thật ngon để cả nhà mình cùng thưởng thức. Nhưng khi gặp bác Gấu với hũ mật ong thơm lừng, tôi chợt nhớ mình rất mê món chè mật ong. Tôi quyết định đổi rau lấy hũ mật ong. Ơi, chỉ mình là hiểu em nhất. Đúng vậy, em rất thích ăn chè mật ong. Nhưng mình biết không, tôi nhìn thấy một củ cà rốt với hình thù tuyệt đẹp. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Hình gì vậy? Chưa thấy bao giờ ư? Đúng vậy, củ cà rốt đẹp nhất thế gian. Nó như sinh ra để dành cho người vợ yêu quý của tôi vậy. Ôi, mình làm em hồi hộp quá. Chính là củ cà rốt hình trái tim này. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được nó, tặng cho người vợ yêu quý nhất của tôi. Ôi, thật tuyệt vời. Ôi, lần đầu tiên trong đời em được thấy củ cà rốt đẹp thế này đó. Cảm ơn mình. Chuyện nhà bé Minh. Nhanh vào Minh, sắp muộn giờ học rồi kìa. Con xong rồi đây ạ. Chết rồi, muộn giờ rồi.
Đã thế lại còn mắc đèn đỏ nữa chứ. Hôm nay có buổi họp quan trọng mà không đến kịp thì chết dở. Nhanh nào. Đèn vẫn đang đỏ mà ba. Khi đang vội thì phải nghĩ cách thật linh động để giải quyết được vấn đề nhanh nhất chứ. Ồ, thì ra là vậy. Hai cha con chuẩn bị ăn tối nhé. Dạ. Hôm nay ở lớp có gì vui không con? Dạ, hôm nay cô trả bài kiểm tra, con được 10 điểm đó ạ. Tốt, phải phát huy đấy nhé. Ăn nhiều vào, còn có sức mà học nghe con. Càng lên lớp bài vở càng khó, có gì không hiểu cứ hỏi ba mẹ. Sao bài này khó thế nhỉ? Mai cô kiểm tra vỡ bài tập rồi, không làm đủ bài sẽ bị phạt. À, phải rồi. Cậu làm xong bài tập rồi hả? Cho tớ mượn vỡ về để làm xong, tớ tham khảo nhé. Được thôi. Hay là mình... Con đang chép bài bạn đó à? Dạ, dạ, con... Con có biết như thế là xấu lắm không? Mẹ đã bảo, có gì không hiểu phải hỏi ba mẹ rồi kia mà. Có chuyện gì mà to tiếng với con vậy, mẹ nó? Anh xem, con nó không tự giác làm bài tập về nhà, lại mượn vở bạn chép bài thế này đây nè. Tại bài tập khó quá, mà mai cô kiểm tra rồi, nên con mới... Thế là con không đúng rồi, nếu mai cô thu bài... thì con phải sắp xếp thời gian làm bài tập sớm hơn chứ. Mượn vở bạn chép bài là con đã vi phạm nội quy của trường lớp. Hành động đó là rất xấu, con biết chưa? Lần sau con không được như thế nữa nha. Lần đầu ba mẹ chỉ nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ phạt nặng đó, nghe chưa? Tại mai nộp rồi nên con mới thấy. Lại còn cãi à? Hôm trước ba cũng thấy mà. Ba cũng thế? Ba đưa con đi học, đến ngã tư đèn vẫn còn đỏ mà ba lại đi. Ba bảo khi đang vội thì phải nghĩ cách nào thật linh động để giải quyết vấn đề nhanh nhất còn gì. Anh như vậy là cũng sai rồi. Dù vội đến mấy nhưng phải chấp hành luật an toàn giao thông, còn làm gương cho con học tập chứ. Ừ, anh biết rồi. Con cũng biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ không thế nữa. Lá thư định mệnh. Anh đã về đó à? Hôm nay thế nào hả anh? Chán lắm. Có mấy chỗ anh đăng ký nhưng họ đều không nhận. Họ nói anh không hợp với công việc đó em à. Mà cũng phải thôi. Anh nghĩ anh chỉ thích hợp với những công việc liên quan đến lập trình. Ngoài ra anh chả thể làm được công việc gì khác. Em cũng nghĩ anh hãy cứ tập trung tìm những công việc liên quan đến chuyên ngành của anh đi. Bao nhiêu công sức anh bỏ ra để học hành nghiên cứu, đi làm trái ngành, em cũng thấy phí hoài lắm. Nhưng anh thương em vất vả. Cả tháng trời nay, anh đã không làm được gì. Để một mình em phải cán đáng mọi thứ trong nhà. Anh thấy áy náy quá. Đừng lo cho em mà, em sẽ còn buồn hơn nếu thấy anh phải miễn cưỡng làm công việc mà anh không đam mê. Thôi, anh cố gắng lên. Anh là người có năng lực và kinh nghiệm. Em tin rồi sẽ có một ngày anh được trọng dụng thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đặt niềm tin vào anh như thế. Anh xem kìa, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt anh. Nhìn anh là em biết anh yêu công việc này đến thế nào. Thôi, anh đi đi kẻo muộn. Môi trường làm việc này đúng là tuyệt thật. Xin mời ông Stephen Palmer.
Anh đã có kiến thức về chuyên ngành khá vững vàng cùng với bề dày kinh nghiệm. Vì thế mà mới có mặt trong lần phỏng vấn này của chúng tôi. Với một lập trình viên, muốn thành công thì phải không ngừng tạo ra và chinh phục những đỉnh cao mới. Vâng, cảm ơn ông. Steven, anh có thể cho tôi biết về phương hướng phát triển phần mềm trong tương lai được không? Vấn đề này tôi chưa từng nghĩ đến. Chưa từng nghĩ đến là sao? Thật sự là tôi cũng chưa định hình được rõ vấn đề này, thưa giám đốc. Nhưng về chuyên môn, tôi có thể nói với ông rằng, về chuyên môn, chúng tôi đã có vòng đánh giá riêng. Chúng tôi không chỉ cần một người có chuyên môn giỏi, mà còn cần người có tầm nhìn chiến lược nữa. Rất lấy làm tiếc. Đúng là mình thật nông cạn, không trúng tuyển cũng là xứng đáng. Lần phỏng vấn này đã cho mình một bài học quý giá. Anh lại đang viết đơn xin việc à? Không, anh đang viết một bức thư cảm ơn. Thư cảm ơn? Anh gửi nó cho ai? Anh gửi nó cho ông giám đốc đã phỏng vấn anh ngày hôm trước. Nhưng anh đâu có trúng tuyển, sao lại đi cảm ơn người ta? Sao lại không? Khi anh đã nhận được từ ông ấy một bài học quý giá, bài học sẽ có ích cho anh sau này. Thôi kệ anh, em không hiểu nổi. Tôi xin gửi đến quý công ty lời cảm ơn sâu sắc. Tuy tôi đã thất bại trong ứng tuyển, nhưng tôi đã được mở rộng tầm mắt của mình rất nhiều. Microsoft đã truyền cho tôi nhiều cảm hứng và đam mê với công nghệ. Thực sự xin chân thành cảm ơn quý công ty. Ký tên Steven Palmer. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Công việc này hình như anh không thích lắm. Cũng ổn em à. Anh đã dần dần thích ứng được với công việc rồi. Alo, tôi Steven Palmer nghe đây. Anh Steven Palmer, có phải anh đã tham gia kỳ phỏng vấn của Microsoft tháng trước không ạ? Vâng, đúng tôi. Chúc mừng anh, giám đốc của chúng tôi đã đề cử anh vào một vị trí đang thiếu trong công ty. Một tuần nữa, mời anh qua công ty nhận việc. Mong anh đến công ty đúng lịch hẹn. Cô ơi, cô có nhầm không? Hôm trước cô gọi cho tôi thông báo tôi đã trượt vòng thi phỏng vấn cơ mà. Không nhầm đâu anh ạ. Sau khi giám đốc nhận được lá thư của anh, ông đã đưa ra quyết định này. Vậy à, cảm ơn cô. Tôi sẽ đến đúng hẹn. Em ơi, anh... Em nghe thấy rồi. Có lẽ nhờ lá thư cảm ơn của anh mà họ đã chú ý đến anh đấy. Tuyệt quá. Họ đã xúc động trước sự chân thành và tinh thần cầu tiến của anh đấy. Sau này, nhờ vào khả năng xuất sắc của mình, Steven Palmer đã lên chức phó giám đốc của tập đoàn Microsoft. Tên ông có trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!